Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống kinh doanh của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình kỳ này, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện kinh doanh đáng chú ý trong tuần. Triển lãm Việt Nam High End Show năm nay có quy mô khá lớn với 20 phòng nghe được bố trí tại khách sạn Rex Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua các nhà phân phối tại Việt Nam, hơn 100 thương hiệu High End Audio đã quy tụ, trong đó có hàng loạt thương hiệu mới lần đầu ra mắt tại thị trường Việt Nam. Theo đó, sở hữu hàng loạt thương hiệu High End được hâm mộ rộng rãi như Chronos Audio, MSB Technology, Golder Acoustic, Solitech, Cesaro Acoustic, Công Audio. Được thị trường biết đến là nhà phân phối những thương hiệu audio high end nổi tiếng có chất lượng âm thanh rất cao trên thế giới hiện nay. Trên thị trường audio high end cũng có khá nhiều các nhà phân phối giống như Công Audio. Chính vì vậy Công Audio đã phải ngồi lại để tìm ra cái hướng đi của mình, tìm ra những cái giá trị khác biệt, giá trị đặc biệt của mình để nhằm đem lại đến cho khách hàng mục tiêu của Công Audio. Để làm cái việc đó, Công Audio có đưa ra hai hành động xuyên suốt trong thời gian qua để định vị thương hiệu của mình. Thứ nhất là chúng tôi phải lựa chọn được sản phẩm âm thanh hay, tinh tế, khách hàng sử dụng được lâu dài. Thứ hai nữa là chúng tôi tư vấn tận tâm. Trong thời gian tới, cái định hướng phát triển của Công Audio là đó là chúng tôi tiếp tục ra nước ngoài để tìm kiếm sản phẩm âm thanh hay hơn để về phục vụ các audiophile Việt Nam. Thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục mở rộng các đại lý để nhằm phục vụ khách hàng của mình tốt hơn trên toàn quốc. Tại sự kiện, nhà phân phối này cũng đã trình diễn dòng loa kèn high-end Cesaro từ Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là dòng loa nổi tiếng về âm thanh trung thực và đặc biệt là màn trình diễn từ chiếc mâm đĩa than tham chiếu Chronos Pro. Thiết bị được yêu thích tại các triển lãm audio trên thế giới với vai trò là nguồn phát analog. Được biết, định hướng phát triển của Công Audio trong thời gian tới là tiếp tục mở rộng các showroom tại các thành phố lớn nhằm phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.